Chào mừng tất cả bạn đến với tựa game Bỏ Con Giữ Chợ. Và mình là Mizet. Chúc tất cả bạn một ngày thì là vui vẻ. Anh em hồng cảm, mấy ngày nay tôi không có live stream tại vì sức ép thời gian nó nặng quá. Có gì bữa nào like tôi sẽ tâm sự với anh em. Còn trong video ngày hôm nay á, chúng ta sẽ đến với Minced. Không biết đọc đúng không nữa. Minced. Minced, anh em mà Minced, tôi đọc lộn. Minced, đây là tựa game mà tôi vừa mới tìm được. Game này thì nó cũng khá là cartoon, hoạt hình thôi. Tôi để ý viewer trên kênh tôi rất là thích xem những cái content về những thứ trong như này. Tuy là kinh dị á, nhưng mà nó vẫn phải có một cái nét gì đó nó hơi hoạt hình xíu. Thì giờ tôi mới biết là viewer tôi rất là thích xem mấy cái thể loại như, kiểu như thế. Đại loại như Final Fantasy này. Okay, quay lại với chủ đề chính, Minced, tạm dịch là bom nhỏ. Thì game này nó cũng gọi là có kịch bản á, cũng phải có đầu tư kịch bản này mà. Khám phá cơ sở của công ty chế biến thịt băm, một nơi chìm trong bóng tối, bí mật và kinh hoàng. Nhiệm vụ của bạn, khám phá những bí mật rùng rợn ẩn giấu bên trong. Nhưng hãy cẩn thận, một thực thể thịt khó hiểu đang rình mò trong bóng tối, và bạn phải tránh hắn bằng mọi giá. Những thứ mà đi kèm với kinh dị lúc nào cũng sẽ có giải đố anh em à. Giải đố thu thập manh mối này thì cái đó mình chắc chắn bỏ qua rồi. À, biết gọi là gì rồi? Linh vật. Những cái game kinh dị mà nói về một cái con gì đó, ví dụ như cái miếng thịt này, thì thường sẽ được gọi là linh vật. Final Fantasy đồ các thứ, hoặc là mấy cái game kinh dị mà có một cái con gì đó nhìn nó vừa kinh dị mà nó vừa có một cái nét hoạt hình đó, kiểu phù hợp với mấy bạn nhỏ á, thì sẽ được gọi là linh vật. Và trước khi bắt đầu với video thì anh em đừng quên để lại cho tôi một like, một đăng ký kênh để tạo động lực cho tôi ra nhiều video hay và chất lượng hơn. Giờ thì chúng ta bắt đầu nha. Để chúng ta đang ở trong một cái công ty sản xuất thịt băm. Vô cái là chúng ta vô hẳn công ty luôn à. Đây chắc văn phòng làm việc này. Đây là một cái poster về một cái miếng thịt. Tôi nghĩ là hình thù của cái miếng thịt. Mà khả năng cao là mình chắc chắn là mình sẽ bị rượt rồi. Tôi nghĩ là cái hình thù nó cũng sẽ na ná giống vậy. Đây chắc văn phòng rồi. Nó không đi vô đây được nha. Không đi vô đây được thì thấy. Ờ à, mà dù gì cũng đâu có thấy gì đâu. Rồi đi vô rồi cũng vô nghĩa. Đây chính xác là một công ty sản xuất thịt băm nhá. Ở đây có một cái miếng thịt gà này. Nhưng mà theo như tôi thấy thì cái miếng thịt mà nó sẽ truy lùng tôi là thịt heo. Đây chắc thịt gà bình thường thôi chứ nó cũng không gì đâu. Hành lang tối om. Gì vậy? Ồ cái gì đó nó vừa mới thoáng qua. Cái âm thanh đó là tượng trưng cho một cái thứ gì đó nó sẽ lướt qua. Đó là theo kinh nghiệm của tôi. Ok, như đã nói đầu video thì đây là một tựa game bỏ con giữa chợ. Tại vì nó bỏ con giữa chợ thiệt. Không phải, tôi nghĩ việc của tôi bây giờ là phải đi kiếm một cái gì đó phát sáng, điển hình như là đèn pin. Chứ mà chơi trong bóng tối kiểu này khó chịu cho người xem lắm. Tôi là đặt người xem. Gì vậy? Trời ơi! Anh em không biết thấy nó không nhờ? Chứ tôi thấy nó. Đây đây, nó này. Miếng thịt. Cách nào cận cảnh lắm nhờ? Trời! Ôi chạy lộn! Ôi nó không có checkpoint lại chỗ mà mình vừa mới đi qua à. Vừa mới thấy nó chạy ngang luôn này mình. Tột nhiên nó biến mất. Mình phải chơi sao cho nó hợp lý xíu. Chạy! Thôi rồi.
trời ơi, đừng cục rồi. Vậy là chúng ta đã có cái nhìn toàn diện nhất về cái miếng thịt này. Tuy là toàn bị lụm ở trong mấy cái chỗ tối tối không, nên nhìn cũng không có được rõ lắm. Ít ra cũng phải có cái đèn pin hay cái gì đó chứ. Ôi, cái này đồng hồ. Cái này đồng hồ. Để tôi nhìn, tôi tưởng cái đồng hồ cân ký. Này là cái gì đây? Đây là trung bình giấc mơ của con trai khi đi vệ sinh này. Mấy tôi nhớ có cái meme nào, cha nào đi vệ sinh xong cái rớt luôn cái gì xuống bồn, cái tỉnh giấc. Đây trường hợp tương tự. Ít ra cũng phải có gì đó sáng sáng lên đi chứ. Đèn này có phải đèn không vậy? Cái đèn gì vậy? Ở trong cái phòng thay đồ gọi là phòng tắm vệ sinh này, nó không có cái gì quan trọng đối với tôi hết. Bây giờ xuống đây là chắc chắn bị rượt luôn ấy. Tôi nói thật, bây giờ xuống đây là chắc chắn bị rượt. Đấy, có thể là đồ nó sẽ nằm ở trong, cho nên là tôi phải lùa. Nhìn. Có gì quan trọng không? Ôi, nhảy qua đây không được. Nãy giờ đi qua mấy cái hành lang này nè, tôi chả bỏ sót cái nào. Cách nào cầm này lên không giờ? Không lẽ cái này là của cái miếng thịt, của cái thằng thịt mà nó rượt mình chơi. Ghê vậy. Dưới đây thì tôi chả thấy có gì hữu ích. Ở đây là mấy cái máy xay thịt này. Này xúc xích này, thịt heo này, thịt gà này. Này thịt thịt bò. Tôi nghĩ là vấn đề nó nằm ở ngay chỗ ba cái máy xay thịt ấy. Đây, nó bỏ khúc này, nó bỏ. Đây, vấn đề nằm ở dưới đây. Phải bỏ cái gì vô trong ba cái máy xay này này. Ở đây có cái office hướng dẫn này. Phải là cầm về. Trời ơi là trời. Kiếm ba miếng thịt. Ôi, bây giờ nan giải lắm rồi nè. Kiếm ba miếng thịt. Thịt heo, thịt bò, thịt gà. Thịt bò thì tôi chịu á, thịt bò thì tôi không biết ở đâu mà kiếm. Nó quay lại nhanh vậy. Xúc xích trong toilet. Đây là cái này. Đó. Một cái nhá. Cái đó là thịt heo. Tôi bây giờ quay lại chỗ ban đầu để lấy cái đùi gà. Còn cái thịt bò thì ở đâu tôi không biết. Hai miếng thịt rồi đấy. Thịt bò ở đâu ta? Không lẽ cái miếng cái quậy trời, đâu vậy? Đó. Thịt bò ở đâu vậy? Trời ơi, không kịp anh em, mà bấm vô không kịp. Ơi, nó bỏ. Tranh thủ. Nhanh.
Lễ nào? Còn cái thịt bò. Chết thiệt ấy chứ. Thịt bò nằm ở đâu? Where? Kệ nhớ từ từ nha. Rồi có miếng thịt bò rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Bỏ rồi, bỏ rồi. Ok, đủ 3 chìa khóa rồi. Đủ 3 chìa khóa rồi. Trời ơi. Cái buổi à. Giờ nó quay lại đường nào ta? Ê, nó đang đi ngay đó. Lùi gà tiếp. Kêu lùi được rồi đấy. Giờ mà vớ vẩn nữa là coi như thua. Nice. Mà thật ra cái chấp game này còn có cái chapter 2 nữa. Tôi tưởng nó chưa có ra. Giờ đâu là nó ra luôn rồi tôi mới check. Tại vì tôi thấy là cái chapter 1 nó ngắn. Chẳng qua là lay hoay nên mới hơi lâu thôi. Chứ thật ra là chapter 1 nó ngắn. Cho nên là tôi sẽ 2 trong 1 luôn. 2 chapter trong 1 video. Đây chapter 2. Sau khi mà mở khóa ba cái ổ khóa đỏ xanh xanh kia thì chúng ta lại tiếp tục đi sâu hơn vào cái công ty này. Tối anh em mà chỗ này tôi không thấy gì hết, nhưng mà tôi biết ở đây là có thể là thịt bị thối rữa, mà chắc chắn là vậy rồi. Noted. Phải cần có keycard. Một cái hành lang dài như vậy rồi. Từ từ nhé, từ từ. Đợt. Lần sau cái cửa này nè, ở trong cái phòng này nè, chỉ dành cho nhân viên thôi. Mở ra thấy nguyên cái miếng thịt nó chạy tới. Ôi trời ơi, là trời ơi. Không lẽ là phải dùng kế luộc cọp ra khỏi hang. Nút gì đây? Ở tương tác không được nhờ. Ô khoan. Nút đỏ, nút xanh. Ở đây nút đỏ nè. Mình những cái nút đỏ này được bấm rồi thì phải. Game bên đây thì nó đa nhiệm hơn chỗ là mình được mở cửa, chứ chấp tâm một là không có cửa nào mở được hết á. Giờ ê không được nha, giờ rồi tôi đi thiệt đó. Không biết là chapter 2 nhà làm game có làm checkpoint không nhớ. Chứ chơi mà ấy đem biến này. Từ từ. Bây giờ tôi phải học thuộc cái đường ở đây. Tại vì tôi biết chắc khi mà mở cái cửa mà chỉ dành cho nhân viên á, là mình sẽ bị cái miếng thịt đó nó chui. Qua đây trước. À, để mà bấm được mấy cái nút này là mình phải đặt một cái vật thể gì đó lên. Ví dụ như là một cái khối lập phương như này này, phải đặt lên. Có thể là phải chung màu nữa. Bây giờ chắc là phải đi kiếm cái khối lập phương màu đỏ. Này nhá. Bây giờ nhá. Tôi mở cái cửa này ra này. Rồi chúng ta sẽ chạy, phải lùa nó. Lùa nó đi hết nguyên một cái vòng ở đây, rồi chúng ta sẽ tẩu ra bằng cái cửa này và chạy vô đây.
Ô nó không được. Cái chữ E mà bự hết cái màn hình vậy. Ôi! Ra đây, ra đây. Chạy lẹ lên. Ừ, chạy lẹ lên. Ôi, này nó chạy hồi nó bỏ vậy. Bỏ ngang vậy. Ôi! Dứt khoát lên. Vô. Vô mánh, vô mánh, vô mánh. Kèo này thơm rồi. Bây giờ tôi không chạy ra được. Bây giờ chạy ra là nó cồng kềnh lắm. Bây giờ mình phải lùa cho nó vô đây. Thực sự là tôi không có muốn ngẫm. Có những cái miếng thịt ở bên chapter 2 ấy, thằng thịt ấy nhìn khác thằng chapter 1 phút. Đến đây em. Vô 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 nè. Ô thằng này quá gì nhỉ. Rượt đi. Rượt. Bây giờ hồi nãy là lùa cọp ra khỏi hang. Bây giờ mình sẽ lùa cọp vô lại hang. Ủa, tôi thấy có gì trên bàn ấy. Ờ, nãy tôi thấy có gì trên bàn á. Tôi không biết là gì nữa. Tự nhiên tôi đang đi cái tôi thấy nó hiện cái nút E, cái tôi bỏ qua luôn. Cái tôi vừa lượm là một cái tập tài liệu hay gọi là một cái, tôi cũng không biết gọi là gì nhờ. Cái hình thù nó khá lạ, nhìn giống như là một cái cuộn băng VHS đấy. Tôi để thằng thịt ở bên chapter 2 chạy khá chậm, cho nên là không gì phải sợ cả. Tí cút. Trời ơi, game này lãi quá đi. Ô thằng này đi nhanh vậy. Ôi đi nhanh đấy. Tới đây làm gì còn kịp nữa. Tới đây tôi trên cơ rồi. Để tôi lấy cái cuốn băng gì trời. Thế nè. Ô vẫn được à. Hình quá nó không được nữa. Vậy là chúng ta đã thành công trong cái việc là lùa cọp ra khỏi hang xong rồi lùa cọp vô ngược lại hang. Ây. Đây, đây là nhà máy sản xuất thịt. Rộng lắm nha anh em, rộng lắm. Nhà máy cơ mà. Kiếm cái cần gạt. Dùng container để trốn hả? Container. Wow, đừng bảo ở dưới khúc này nó khó nha. Khó không vậy? Lên 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 lên. Ồ, tôi đang thắc mắc là cái container mà game đề cập để cho tôi trốn ấy. Tại thường container là cái thùng hàng này này, mấy cái thùng hàng kiểu như này này. Game bảo tôi trốn. Dùng mấy cái thùng hàng này để trốn. Này là gì?
Không tương tác được hình như là phải bỏ cái gì đó vô đây dự khích với cái này. Đây container là cái này này. À container. Để chúng ta sẽ trốn ở trong container và rút cái tầm nhìn ở trong đây khi chúng nó rất là hạn hẹp nhé, nó kiểu nó bị tù luôn ấy. Đây chúng ta có ba cái container, ba cái thùng hàng. Đây máy móc gì đây? Mấy cái máy móc chuyên dụng mà thường là trong nhà máy sản xuất một cái gì đó sẽ có. Cái lỗ này lỗ gì bự vậy? Tôi chân tôi ngắn quá nhảy không tới anh em ơi. Chứ tầm đó là không cần phải nhảy nữa, chồm vô là vô luôn rồi. Tại sao game nó bảo tôi là phải dùng mấy cái container để trốn nhờ vậy? Không lẽ không lẽ cái thằng thịt ở trong cái khu này nó chạy nhanh lắm sao? Sao mà đến mức mà phải đi kiếm chỗ để trốn vậy? Tôi vừa mới lượm được một cái keycard, cái thẻ. Bây giờ chúng ta còn phải xác định tư tưởng coi là phải làm cái gì ở trong này. Đây có một cái dao chặt thịt. Không nhặt được. Từ từ. Thôi cứ gạt đi. Chuyện gì tới sẽ tới thôi anh em ơi. Ôi tôi sợ tự nhiên cái đó. Ôi. Tôi thấy nó rồi. Tôi biết mà, biết ngay mà. Tôi nghĩ là chắc không nhất thiết phải dùng container để trốn đâu. Tại vì mặc định là nó chạy không lại mình rồi. Phải trốn. Không, cái đó phải trốn thiệt đó. Chứ tôi không thể nào tôi nhây với nó được. Mà trốn trong này hơi tù. Tại vì mình mà trốn trong này là mình cô lập luôn á. Là không có quan sát được ở ngoài. Hoặc là đọc cái bước chân của cái thằng thịt ấy. Đấy tù lắm. Ủa đi điệu vậy. Coi ảnh đi kìa. Ảnh đi. Cái dáng đi của ảnh nó chuẩn. Gọi là chuẩn model luôn á. Như mẫu luôn á. Bây giờ trong tay tôi có một con dao với là một cái keycard màu xanh. Ở con dao đó không phải là để tương tác với mấy cái miếng thịt này. Toàn thịt. Hù à. Hù. Bế tắc ta. Tôi vừa mới nhặt con dao ấy nhưng mà không tương tác được với mấy cái miếng thịt này. Ồ thế mình phải làm gì với con dao? Không lẽ cặp con dao solo với nó à? À bỏ thẻ vô. Bỏ thẻ vô. Chúng ta cần thẻ xanh lá với thẻ đỏ. Hai thẻ nữa thôi. Lẹ. Hay là giờ cứ để cho nó rượt thôi. Trong lúc rượt mình cứ dễ rồi mình tranh thủ lúc mà nó rượt mình đi kiếm thẻ nhờ. Ôi cái sáng kiến nó cũng hợp lý ấy. Tôi thấy chiều gì tôi đã thấy có cái thẻ đỏ nằm ở đấy rồi. Thằng này rượt ba mớ. Ồ cái này không phải thẻ đỏ. Cái này là cái gì ấy? Đây thẻ xanh. Bởi vậy đoán đâu sai. Ồ cái này là con dao màu anh em à. Cái mà tôi lầm tưởng là thẻ màu xanh khi nãy là thực chất là con dao. Lùi lùi lẹ lẹ. Cái tiếng nó đã phát ra ở đâu ấy nhờ? Hay là ở trên? Đảo đảo dưới đây mấy hồi rồi. Đi lên rồi. Mình vừa mới kích hoạt một cái gì đấy. Ở đâu thì không biết. Tôi mong là dự đoán tôi đúng ấy. Chứ mà có vẫn là cũng hơi mệt đấy. Mình quay lại đây đúng không vậy trời? Không phải. Ô tôi vừa mới kích hoạt cái gì ấy nhờ. Ơi nó mà chạy lên đây là quải à. Trên này không cho nhảy xuống. Từ từ.
Nãy tôi nghe cái tiếng nó ở đâu đó. Ai kia kia kia, nghe đây này, nghe đây này. Đấy, cái lỗ đấy, vậy là cái lỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống cái lỗ đó. Tôi đang thật đi xa xa xíu rồi. Rồi, đi. Thật ra cũng không có cần dùng đến mấy cái thùng hàng lắm. Play on level 2 activity. Được mà. Play on rồi. Rồi chúng ta rơi xuống. Trời ơi, tiếng kìa. Ôi. Hey, cảm giác rơi xuống cái mớ thịt này là tôi cũng khó mà chịu nổi. Màu cam. Bên kia là màu tím. Ô, tôi đang được đưa đến đâu này? Cái trời, cái nhà máy này rộng lắm anh em ơi. Nhìn không khác gì cái trường học Gotham đó là ban ban. Rộng khủng khiếp. Chúng đang đi đâu đây? Xung quanh là những cái cây cột. Rất là nhiều cột nhé. Không biết trước mắt tôi là gì. Tôi đen nhưng mà going down hả? Đi xuống hả? Khó không vậy? The hell? To be continued, subscribe to Go Studio on YouTube. Bắt đầu tôi thấy cái cách làm nó hơi giống GTA Ban Ban rồi đấy. Mà lần này nhà làm game của cái game này hơi ác. Gì đâu mà mỗi chapter phải bỏ ra tầm 6 mấy ngàn ấy để mua. Nãy chapter 1 chơi 5 phút thôi, mất 60, tôi làm trò 60 ngàn đi. Chapter 2 mất 60 ngàn. Chapter 1 là với mục đích là câu súp bầu tiền. Chapter 2 y chang. Trời, không lẽ tôi cũng không có mong chờ gì nhiều từ cái chapter 3 đâu. Chẳng qua là chapter 1 nó ngắn quá cho nên là tôi phải chơi chapter 2 cho cái video game này nó liền mạch tí xíu, cho nó dài dài xíu. Và nếu các bạn thấy hết video này, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để tạo động lực cho tôi ra nhiều video hay và chất lượng ha. Chúc tất cả bạn một ngày vui vẻ.